Hiện nay, nhiều người có thói quen gặp chuyện vui, chuyện buồn, chuyện trái ý là chụp hình quay phim rồi đăng tải hay phát trực tiếp lên mạng xã hội, bất kể nhân vật được quay phim chụp hình có đồng ý hay không. Vào đầu tháng 3 năm 2023, tại đám tang cố nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, hàng trăm YouTuber, TikToker tập trung về đây gây náo loạn, chụp hình, livestream, đăng bài giật tít nhằm câu view. Vụ việc khiến gia đình, bạn bè, người thân và người hâm mộ của nghệ sĩ hết sức bức xúc. Gần đây hơn, ngày 15 tháng 3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ kênh Nhân Gà Vlog 7,5 triệu đồng vì cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật. Trước đó, chủ tài khoản đăng tải một video hơn 20 phút đề cập đến một nhóm phụ nữ người Chăm sử dụng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản. Video thu hút hơn 730.000 lượt xem, hơn 2,8.000 lượt bình luận, gây nhiều bức xúc cho cộng đồng đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Làm việc với công an, chủ kênh đã thừa nhận nhiều nội dung trong video không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng xác minh, tất cả chỉ là sự suy đoán của cá nhân. Mới đây, một bà mẹ vô tư đăng bài đăng hình bóc phốt cô gái không quen biết trên xe buýt chỉ vì cô này không nhường ghế cho con mình. Không ngờ bài đăng của bà mẹ nhận về vô số gạch đá bởi cái tính hở ra là bóc phốt chuyện không đáng. Mình cũng thấy nhiều tình huống bóc phốt và chửi bới trên mạng xã hội, chửi người này, chửi người kia. Nhưng mà mình không biết họ nói đúng hay sai. Và mình cũng không biết như vậy là có vi phạm pháp luật hay không. Tôi là người dùng mạng xã hội cũng khá nhiều năm. Thì hiện tại tôi thấy người dân hay lên mạng xã hội để mà bới móc những thông tin cá nhân của họ và phán xét những điều mà chưa kiểm đúng sự thật. Cái việc mà sử dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội mà để nói xấu người ta hay là bêu xấu người ta vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người ta. Thứ hai nữa là những cái thông tin trên đó thì nói chung là nhiều cái thông tin nó chưa được kiểm chứng, chưa chính xác. Nên là tôi mong cơ quan chức năng xử phạt thật nặng những cái trường hợp như thế này. Về vấn đề này, một số chuyên gia pháp lý cho biết cần phải làm rõ quyền tự do ngôn luận và việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận với ý đồ xấu. Quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân phải gắn với trách nhiệm. Không thể có quyền tự do biểu đạt mà không quan tâm đến lợi ích của những người xung quanh, lợi ích của cộng đồng, quốc gia và dân tộc. Trên thực tế thì quyền tự do quyền con người cũng đã còn tồn tại rất là lâu rồi, và quyền tôn trọng những cái hình ảnh riêng tư cũng đã bộ luật dân sự cũng đã quy định rất rõ. Tuy nhiên có lẽ người dân mình cái ý thức của mình kém, và hơn nữa là trình độ pháp luật hiểu biết hạn chế, hoặc là mình hiểu biết nhưng mà mình coi thường, cho nên là đã có rất là nhiều người đã chụp hình người ta rồi đăng lên và nói những cái điều mà có thể là nó đúng, cũng có thể nó vô căn cứ. Nhưng tuy nhiên như tôi đã nói rằng, nếu như mà người ta có tội thì nó phải do một cơ quan có thẩm quyền phán quyết, tòa án phán quyết, và cơ quan có thẩm quyền người ta sẽ điều tra xác minh, chứ không phải là chúng ta có thể tùy tiện nói như vậy được. Đối với những người bị hại trong cái trường hợp mà bị người ta quay phim chụp hình bóc phốt như vậy, luật sư khuyên rằng nếu như bạn bị như vậy thì bạn cũng có thể chụp lại những hình ảnh đó để làm bằng chứng, khởi kiện vào cơ quan chức năng. Cũng theo chuyên gia pháp lý, kể cả trong trường hợp nạn nhân bị bôi nhọ không lên tiếng, nhưng tùy mức độ vi phạm, nhất là khi hành vi bôi nhọ có ảnh hưởng đến trật tự xã hội, thì cơ quan chức năng vẫn có thể chủ động vào cuộc xử lý. Thì đối với những cái hành vi mà bóc phốt hoặc là những cái hành vi mà lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận á, mà ở trên môi trường mạng như vậy, thì nó có thể là có nhiều cái khả năng xảy ra. Thì có nhiều trường hợp là nạn nhân hoặc là cái người mà bị bóc phốt có liên quan, họ phản ứng hoặc là họ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Thì như vậy là cơ quan chức năng cũng có cơ sở để mà vào cuộc điều tra xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có nhiều trường hợp thì nạn nhân họ chọn cái giải pháp là im lặng, họ không có một cái hành động nào cả. Thì như vậy trong trường hợp này thì tùy theo cái hành vi đấy thì cũng có thể là cơ quan chức năng cũng có thể chủ động vào cuộc. Ở đây thì mình cần phân biệt là nếu như cái hành vi vi phạm nó là một cái hành vi có dấu hiệu của tội phạm hoặc là vi phạm về trật tự hành chính thì các cơ quan chức năng họ vẫn chủ động vào cuộc, hoặc là xem qua những cái phương tiện thông tin đại chúng và những cái nguồn tin khác thì vẫn xem như đó là một cái nguồn tin về tố giác tội phạm, tin báo tội phạm. Thì như vậy là cơ quan chức năng vẫn chủ động có thể vào cuộc được để xử lý. Để ngăn chặn tình trạng người dùng mạng xã hội phát tán clip, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân tổ chức, ngoài việc nâng cao ý thức người dân thì các biện pháp xử lý, chế tài cần được thực hiện nghiêm hơn nữa để đủ sức răn đe.
Ngoài ra, để giảm bớt việc cơ quan chức năng phải chạy theo xử lý những phát sinh rất phức tạp từ mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cần ban hành quy định chuyển trách nhiệm xử lý ban đầu cho các công ty công nghệ, ràng buộc điều kiện đối với các công ty này để giảm bớt hậu quả từ hành vi xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân tổ chức.